Nè anh em đi trồng dừa anh em mà giờ không, không có dao. Giờ coi anh Cường trổ tài nha anh em nha. Đó. Kì chưa? Dừa khu bằng răng gì nè mới giữ chứ. Ghê chưa nè. Chuyên nghiệp chứ ta. Cặp vậy có khi nào cái răng dính Răng giả nó có, trái răng giả mới có. ăn trộm dừa là một chuyện nhưng mà phải uống được nước dừa mới gọi là chuyên nghiệp nha anh em. Cường này chắc đó ông phá vô lắm là ta. Đó anh phá vô lắm không? Không phải phá, mà điều con cá mình leo lên cây á, lên cây mình tỉa đọt dừa á, mình đâu có mình đã bẻ bẻ dừa á, rớt dao rồi kia mình đâu có đường đâu rồi ấy, mình phải cắn, Cắn uống hả? cắn trên đọt uống. Kệ. Đó leo dừa, đó leo dừa đọt đạp bè. Ghê chưa? Một đống luôn tụi này là rác cho tới cái vỏ cứng này sao? Cụ chỏ nó Đập vô cái cây hả? cụ chỏ Cái con chó hả? ừ Ghê vậy? Trời ơi, bể luôn rồi. Ra không cắn sao nó bể vô luôn em ơi. À, giờ tôi có đó có đồ nghề luôn rồi anh em, có cái kéo rồi nè. Coi chừng không gánh á nha anh. Nhanh Wow. cường. Đó rồi được đổ cao, đổ ra con đâu. Đó xong rồi anh em ơi, đổ một đổ rồi thấy không? Thấy dân chuyên nghiệp người ta làm không? Còn nước mía không? Đó. Đủ mới đầy nhóc ta luôn, Nước dữ vậy? đầy nhóc cao luôn. Chưa hết nữa kìa. Vừa tràn ca luôn vào. Rồi làm cá đi coi chua không? Tiếp tục. Có lý. Còn trái này để lát hết rồi tiếp tục. À, ngọt ngay luôn mọi người. Quá trời luôn. À. Đem trái dừa thôi, trái dừa chuột cắn. Anh nước thì ghê. Rồi ok bây giờ bắt đầu tới Đi câu công tiếp. đoạn đi câu là anh em ơi.